con mồi nó bổ rồi, sạch lắm. Nó cứ chui ngược ra nhưng nó không phải là nó đi vòng qua lưới hay gì. Còn nó chắc để xuống vậy. Cảnh thế thì đằng sau. Lại xú tiếp, ôi thật kẹt đầu. Ủa, không tìm vết. Đấy lại chui ngược, lại chui ngược lưới. Đây con nào quả lưới hai bên ấy. Không có lồng hai bên. Cái lồng con chẳng bao bông. Chết rồi. Cái lồng. Sao nó không nhảy vào bầu gần này, chết rồi. Cái lông có chà máu bông rồi. Chết nha. Đấy. Mãi vì gì?